Tôi không muốn nghe gì hết. Anh nhìn rồi nói không? Anh ơi, anh có người yêu chưa? Chưa không? Rửa thì anh lo tìm người yêu ấy nhá. Sắp trung thu rồi đó. Ơ, anh. Cho tôi qua. Hồi sớm là tôi có điện tôi nhắc mấy người ăn rồi á. Rồi ăn được bao nhiêu chén rồi? 2 chén. Vậy có nhiều sao no? Tôi ăn 3 tô lận. Ăn dĩa xỉu rồi biết nào mập bằng tôi. Nghĩ sao hai đứa quen nhau có mình ta mập. Giận thiệt sự luôn. Rồi gán mà ăn nhiều vô nha. Con mới mà tôi không có hát cho nghe đâu. Đúng rồi. Ông nhiều. Bố ơi, có tiền cho con mượn 50 đi uống bia. Tiền đi làm này để đâu? Vợ con cầm hết rồi, làm gì có. Thế là nghĩ vợ ta cho ra cầm tiền rồi. Thế là nghĩ vợ ta cho ra cầm tiền rồi. Thử thách diễn xuất khóc trong vòng 30 giây bắt đầu. Nói đi là đi vậy sao? Anh không nhớ bao nhiêu yêu thương đã trao. Nếu em làm sai. Thử thách mới, hãy thể hiện các trạng thái cảm xúc chỉ với đôi mắt của bạn. Vui mừng, giận dữ, lo lắng, buồn bã. Tôi biết mà. Không phải tôi. Tôi không làm gì em hết. Kiều ơi em hãy tỉnh trí đi. Em anh phải nào người tâm thu gây cho em cánh đau lòng. Sự việc đã rõ ràng anh còn chối cãi hay sao? Trời ơi tôi biết. Biết tỏ cùng ai. See, 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 hey, hey, now, baby.